Xin chào các bạn. Trong cái video ngày hôm nay tôi xin chia sẻ với cả các bạn cái kỹ thuật chăm sóc hướng dương ngay trong những cái giai đoạn đầu tiên. Chúng ta phải chăm sóc hướng dương sớm. Tại sao lại như vậy? Tại vì đối với mỗi loại cây trồng cũng vậy thôi. Khi mà chúng ta chăm sóc được cây sớm, cây con nó sinh trưởng phát triển khỏe thì cái khả năng nó chống lại các cái điều kiện bất thuận như là sâu bệnh hay là các cái điều kiện hạn hoặc là điều kiện mưa nhiều ẩm thì nó sẽ tốt hơn. Đấy. Như các bạn đã quan sát đây, cái vườn hướng dương của chúng tôi khi mà được chăm sóc một cách cẩn thận ngay từ giai đoạn ban đầu thì cây nó rất là xanh và đẹp. Đó. Ở cái vườn hướng dương này thì là đã gieo được khoảng độ xung quanh khoảng 40-41 ngày rồi các bạn ạ, và nó đã được chăm sóc hai lần. Lần một là sau gieo khoảng 20-25 ngày, còn lần hai là chúng tôi đã chăm sóc cách đây 1-2 ngày rồi. Thì các cái công việc chăm sóc của chúng tôi thì bao gồm là bón phân các thứ, bón đạm, bón kali. Ngoài việc bón đạm với cả bón kali đấy, chúng tôi bón đạm một xào thì mỗi một lần chăm sóc thì bón khoảng độ 5 cân đạm và 3 cân kali. Đấy, và bà con xem nhé. Ngoài ra thì chúng ta phải làm cỏ sới phá váng cho lần chăm sóc đầu tiên cho cây và sới phun vào gốc cho cái lần chăm sóc thứ hai. Đây là sau khi lần chăm sóc thứ hai thì chúng tôi đã sới phun hết vào gốc rồi. Đây này. Đây, mọi người xem này. Nếu mà không dùng các loại phân đơn đạm với cả kali các thứ thì chúng ta có thể dùng cái loại phân tổng hợp, đó là phân NPK của Phú Mỹ hoặc là Lâm Thao, hoặc là không dùng cái loại NPK tan chậm của Đầu Châu ấy. Mỗi một lần chăm sóc thì bà con bón khoảng độ 5 cho đến 7 kg cho một xào. Đấy. Ngoài cái việc chăm sóc bón phân các thứ đầy đủ cho cây thì chúng ta cũng phải thường xuyên là thăm đồng ruộng để phát hiện xem, đây này, mình quan sát cái cây xem nó có bị mắc sâu bệnh gì không. Nếu mà có sâu bệnh mình có thể tiến hành phun nếu mà có cái dấu hiệu. Như đây, cây đời chúng tôi đã được phun thuốc sâu rồi, thuốc bệnh phòng trừ rồi nên là lá của nó rất là xanh, rất là sạch bệnh. Thường thì bà con có thể phun một số các loại thuốc trừ sâu phổ biến trên thị trường, hoặc là phun một vài các loại thuốc bệnh như thuốc Anvin hoặc là Amistat của Syngenta đấy. Nhưng mà chúng ta cũng hạn chế cái việc mà dùng thuốc vậy, nó sẽ ảnh hưởng đến cái môi trường đất canh tác rất là nhiều. Đây, cái giai đoạn này là giai đoạn cây nó đang chuẩn bị kéo dài thân ấy. Giai đoạn này cái việc cung cấp nước cũng rất là cần thiết. Nhưng mà đây là gieo trồng vào cái vụ xuân ấy, nên là cứ một vài ngày trời lại có mưa phùn ấy, thì nó sẽ cung cấp đủ nước cho cây nên chúng ta không phải tưới. Chứ vào các cái vụ hè ấy, thì hoặc là vào cái vụ thu đông ấy, vào tháng 9, tháng 10 nếu bà con trồng ấy, thì chúng ta phải cung cấp bổ sung thêm nước cho cây khi nó khô. Cái ruộng như thế này ấy, thì sẽ sau khoảng độ 20 ngày nữa thì cây nó sẽ bắt đầu nở hoa, hoa ra sẽ rất là đẹp. Đến lúc mà cây ra hoa thì tôi sẽ quay cho các bạn xem. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nào mà cũng có những cái sở thích trồng nến hướng dương thì các bạn hãy chia sẻ các cái kiến thức với cả cái kinh nghiệm của mình với chúng tôi nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ạ. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi có thêm các cái động lực làm những cái video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại một lần nữa.